Xin kính chào toàn thể bà con, cô bác, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi salon ô tô Hưng Oanh trên kênh fanpage của nhà mình. Và rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho salon nhà mình các bạn nhé. Địa chỉ của nhà mình là nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, cách cầu 1.500 km, cách thành phố trên 300 thì nhiều xe hơn các bạn nhé. Hiện nay mức tiền từ 300 trở xuống thì đang ít, đa số là 300 triệu trở lên, gồm có các dòng như là i10 này, Honda CRV này, Vios Altis, Camry, một số mẫu gầm cao, Mazda CX-5, Honda CRV và có một mẫu Tucson máy dầu. Những chiếc xe 7 chỗ thì gồm có Fortuner, Ford Everest và có cả một chiếc xe Route. Và Fortuner thì nhà mình đang có rất là nhiều xe máy dầu, chỉ có một chiếc xe máy xăng thôi. Máy dầu thì đang có 2010, 2017, 2018, 2019 các bạn nhé. Có một chiếc Fortuner máy xăng. Ngoài ra bán tải thì đang có một đôi Forerunner, một chiếc số tự động và một chiếc số sàn, đều 2014. Nhà mình khá nhiều xe, tuy nhiên thì là cái địa hình nó không được tập trung lắm các bạn nhé, ba nhà xe luôn. Đây mình còn một kho bên này nữa, rất là nhiều xe các bạn này. Trong đây có khoảng hơn 10 chiếc xe. Và nhà bên kia nữa các bạn nhé. Tất cả những chiếc xe nhà mình chào bán thì cam kết bằng văn bản với các bạn là xe không bị tai nạn đâm đụng ngập nước, không kinh doanh taxi và máy móc thì còn nguyên bản, không bị phạt nguội và thủ tục pháp lý rõ ràng. Ngày hôm nay nhà mình đang sửa nhà một chút nên là xe xếp hết vào trong đây, không chắc có len được vào. Giới thiệu với các bạn nhé, nhà mình đang có trong kia là chiếc xe bán tải Forerunner đời 2014, màu đen, số tự động, máy dầu các bạn nhé. Đang mang biển Hà Nội, 500 triệu. Một chiếc Honda CR-V đời 2009, màu đen, biển Hải Phòng, 400 triệu. Rất là nhiều xe đây mà không len được chân vào. Đây có một chiếc Fortuner đời 2018 các bạn nhé. Fortuner máy dầu, số sàn, bản nhập khẩu Indo, đời 2018, màu cà phê, biển Thái Bình, 880 triệu. Xin chào bạn Đinh Hạnh, xin cảm ơn cháu Huy Hùng nhé. Tại vì nhiều xe quá nên là phải chăm live stream cháu ạ. Rất là nhiều xe này. Có một chiếc máy xăng thôi. Máy xăng 2 cầu, số tự động, đời 2013, bản thể thao các bạn nhé, 470 triệu, xe rất là đẹp. i10 hatchback màu trắng, bản 1.2, nhập khẩu các bạn nhé. Số tự động màu trắng 1.2, nhập khẩu, biển Thái Bình, 330 triệu, đã được độ kín đồ chơi rồi. Loa trầm, đèn bi và màn hình nữa. Đây là chiếc xe Tucson nhé, một chiếc xe gầm cao 5 chỗ, máy dầu, số tự động, bản nhập khẩu năm 2009. $520 triệu cho Tucson 2009 các bạn nhé. Bên cạnh này là chiếc xe i20, chiếc này thì nhà mình đã bán rồi, đã nhận tiền cọc rồi, đang rút hồ sơ để cho khách hàng chờ ngày đẹp thì sẽ mang xe về. Innova đời 2018, số tự động, bản Fortuner, màu đỏ và đang mang biển Hà Nội. Chiếc xe này còn rất là mới các bạn nhé. Innova bản Fortuner, số tự động, màu đỏ, biển Hà Nội. Chiếc xe này gần 700 triệu. Còn đây là Fortuner máy dầu, số sàn, đời 2010 các bạn nhé. 2010, một chiếc xe máy dầu rất là đẹp, hôm nay mới rửa xong các bạn nhìn rất là bóng này.
505 triệu. Đây mình phải lách qua cái này hơi chật một chút. Nhà xe này rất là nhiều xe các bạn nhé. Hôm nay nhà mình đang sửa nhà nên là phía ngoài cửa này không bày xe được. Tiếp theo gầm cao 5 chỗ có một chiếc xe Honda CR-V đời 2015 màu Titan và biển Hải Phòng trước mặt các bạn đây nhé. 700 triệu cho Honda CR-V đời 2015. Honda CR-V nhà mình đang có 3 mẫu nhé. Một chiếc 2009 màu đen biển Hải Phòng, một chiếc 2015 màu Titan cũng biển Hải Phòng và một chiếc 2019 màu trắng bản cao cấp nhất cũng biển Hải Phòng. Tiếp theo bên cạnh các bạn, chiếc xe này là Y20. Xin chào Đức An, xin chào em Không Cần Hứa. Y20 màu bạc, số tự động nhập khẩu các bạn nhé, đời 2015. Chiếc xe này đã được rút hồ sơ về tên nhà mình rồi và giá chào bán là 440 triệu. Y10 sedan số tự động màu bạc đời 2015 bản nhập khẩu biển 99, 335 triệu. Các bạn ơi, nhà mình đang có nhiều Y10 các bạn nhé. Y10 2015 một đôi, 2016, 2018 và 2019. Bên cạnh đây là chiếc Y10 2018 hatchback màu bạc số tự động biển Thái Bình các bạn nhé, 370 triệu, mới chạy có 4 vạn cây thôi. Xin chào Nguyễn Kỳ, xin chào tất cả các khách hàng đang theo dõi ô tô Hưng Oanh trên kênh fanpage của nhà mình. Tiếp theo đây là chiếc xe máy dầu số sàn đời 2010 biển 36. Máy dầu số sàn đời 2010 các bạn nhé, màu đen biển 36, 515 triệu. Hôm mấy hôm vừa rồi nhà mình về thêm được các xe Fortuner đời cao hơn. Đây là chiếc đời 2017 nhé. Fortuner máy dầu số sàn đời 2017 màu trắng, đang mang biển Hải Dương, 820 triệu. Và một chiếc xe đẹp xuất sắc đời 2019, đăng ký lần đầu năm tháng 3 năm 20, màu đen biển Thái Bình, chạy đúng 1 vạn 3. Máy dầu số sàn bản nhập khẩu Indo các bạn nhé. Chiếc xe nhập khẩu mới chạy chuẩn 1 vạn 3 thôi, đang mang biển Thái Bình, giá chào bán là 985 triệu. Một chiếc Honda CR-V nữa, chiếc này màu trắng. Chị xin cảm ơn em Hoàng Việt nhé, chào em và cảm ơn em. Xin chào Nguyễn Chiến Thắng. Honda CR-V đời 2019, đăng ký lần đầu 2020, màu trắng bản cao cấp nhất biển Hải Phòng, 985 triệu. Gần 1 tỷ đồng chiếc xe này rồi các bạn nhé. Và chiếc xe Camry này cũng vậy, gần 1 tỷ đồng. Camry 2.5Q đời 2018, màu đen biển Hà Nội, 930 triệu. Cảm ơn Vũ Mạnh Hùng, xin chào Võ Bằng, xin chào Nguyễn Trung. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi video trực tiếp từ Salon ô tô Hưng Oanh. Và mình rất mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho Salon của mình bằng cách là các bạn hãy like bài viết, chia sẻ thông tin. Và nếu có thể thì các bạn hãy cho mình xin một nút chia sẻ vào các trang hội nhóm ô tô trên toàn quốc các bạn nhé, để cho ngày càng nhiều người biết đến ô tô Hưng Oanh hơn. Mặc dù nhà mình có rất là nhiều xe nhưng mà hiện nay cũng còn rất là khiêm tốn số lượng người biết đến ô tô Hưng Oanh. Nhà mình thì bán xe đắt nhưng mà chất, xe của nhà mình toàn là những chiếc xe tuyển chọn thôi. Đây là chiếc xe Camry. Đây là chiếc xe Camry đời 2009 màu đen số tự động, biển 4 số, một chủ sử dụng từ đầu, còn rất là đẹp các bạn nhé.
Camry 2.4G. Các bạn nhìn bốn cái la răng nó còn đẹp nguyên y chang như thế này luôn, cả bốn chiếc các bạn nhé. Đây, đèn vẫn còn trong rỗng. Xe rất là đẹp, bởi vì những chiếc xe này là xe sang rồi, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Camry 2009 488 triệu. Xin chào Nguyễn Tứ. Ngày hôm nay thì nhà mình mới rửa xe xong nên là các bạn nhìn xe rất là bóng. Bởi vì nhà mình ở gần mặt đường cũng rất là nhiều bụi nên là 2-3 ngày lại phải rửa xe một lần. Xe mới rửa xong nên trông rất đẹp các bạn nhé. Tiếp theo một chiếc xe gầm cao 5 chỗ nữa là Mazda CX-5. Bản cao cấp 2.5 một cầu, màu trắng, biển Quảng Ninh. CX-5 2017 các bạn nhé. Giá chào bán là 760 triệu. Fortuner trắng đây bạn ơi, Fortuner trắng nhà mình đang có hai chiếc nhé, một chiếc máy dầu đời 2017 và một chiếc máy xăng thì hai cầu đời 2013. Chiếc xe trắng này cũng bản nhập khẩu Indo nhé. Mấy chiếc xe đời cao của nhà mình thì đều là xe nhập khẩu hết. Đây các bạn cần xem các chi tiết ví dụ như là cua lốp này. Bệ bước cũng vẫn còn rất là đẹp này. Các bạn thông cảm là giá xe máy dầu Fortuner đợt này lên cao các bạn nhé. Do là xăng nó lên cao mà những chiếc xe máy dầu này thì chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Thế nên là nhu cầu mua của khách hàng tăng lên thì tự nhiên giá xe cũng bị lên. Đợt này giá xe đắt hơn. Fortuner này 2017 máy dầu số sàn. Màn hình thì chưa được lắp thêm, chiếc xe này vẫn còn nguyên màn hình nguyên bản này. Ghế da hai màu. Và những chiếc xe này thì nhà mình cam kết với các bạn là xe không bị tai nạn đâm đụng ngập nước, không kinh doanh taxi, máy móc thì còn nguyên bản. Cam kết bằng văn bản, nếu sai nhà mình sẽ nhận lại xe và trả lại đủ tiền cho các bạn. Fortuner máy dầu 2017 các bạn nhé. Mình còn một chiếc 2018 màu cà phê, cũng số sàn và cũng bản nhập khẩu. Còn đây là chiếc 2019. 2019 nhưng đăng ký lần đầu 2020. Chiếc xe này thì đẹp xuất sắc rồi. Nhưng mà khi mà quay video chi tiết thì là ông xã nhà mình có nói rằng là bạn nào mà yếu tim thì không mua được. Bởi vì chắc chắn là giá nó sẽ cao, 985 triệu các bạn nhé. 985 triệu nhưng mà bù lại thì các bạn được một chiếc xe nhập khẩu. Và cái cây số này thì coi như các bạn mới chạy hết rốt đa thôi, nó chẳng hề hấn gì cả. 1 vạn 1 vạn 3. Đây các bạn nhìn nhé, 1 3 3 2 3. Đây là cây số chuẩn chỉ luôn, không hề sai một cây số nào các bạn nhé. Và xe thì cũng khẳng định là chưa hề bị sứt một cái tóc luôn. Bác chủ xe rất là giữ gìn chiếc xe này. Tiếp theo giới thiệu với các bạn là những mẫu xe Atis. Thì nhà mình cũng đang có Atis 1.8 số tự động màu đen. Chiếc này biển Hải Phòng đời 2016, 590 triệu. Mình có một chiếc 14 cũng màu đen 1.8, 550 triệu và một chiếc 2010 thì là biển Thái Bình 395 triệu. Và Vios thì nhà mình hôm nay có một chiếc 19 bản G số tự động màu trắng đang mang biển Thanh Hóa 500 triệu các bạn nhé, mới chạy có 2 vạn cây. Một chiếc 2017 bản G màu vàng cát ở nhà bên kia thì 470.
Và máy dầu còn một mẫu Ford Everest đời 2013, số sàn màu phấn hồng và biển Hà Nội 470 triệu. Ford Everest Forerunner. Bạn là Lê Văn Tiến hỏi gì nhỉ? 2017 chiếc xe màu trắng kia là Fortuner máy dầu. Thì mình đang chào 820 triệu bạn nhé. Lê Văn Tiến nhé. Fortuner màu trắng, máy dầu số sàn, bản nhập khẩu Indo, biển Hải Dương. Nhà mình đang chào bán 820 triệu. Xin chào em gái Nguyễn Huế, xin chào Đức Anh. Xin chào tất cả các bạn, Ngô Quốc Toàn và các bạn đang theo dõi video trực tiếp của nhà mình. Một chiếc xe nữa, 1.5 số tự động, 7 chỗ ngồi, máy xăng, nhập khẩu từ Indo, đăng ký lần đầu tháng 3 năm 20. Chiếc xe rút trước mặt các bạn đây, đang mang biển Bắc Giang. Giá chào bán là 615 triệu các bạn nhé. 7 chỗ ngồi nhưng mà chỉ có 1.5 số tự động, nhập khẩu từ Indo các bạn nhé. Và một chiếc xe sang là chiếc xe Camry 2.5Q đời 2013, màu vàng cát và biển Thái Bình. Tuy nhiên có gốc ở Hà Nội thì giá chào bán là 710 triệu. Các bạn đang theo dõi video trực tiếp của nhà mình, nếu có nhu cầu mua hoặc bán những chiếc xe ô tô chất lượng thì các bạn hãy gọi điện đến 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668 các bạn nhé. Và các bạn làm ơn hãy chia sẻ video, chia sẻ thông tin quảng cáo, giới thiệu đến anh chị em, bạn bè, người thân giúp nhà mình. Nhà mình thì kinh doanh theo mô hình gia đình thôi, không phải là chợ hay là siêu thị. Vì vậy nên là chỉ có duy nhất hai vợ chồng nhà mình chịu trách nhiệm về tất cả chất lượng xe cũng như là thủ tục pháp lý liên quan. Và vì vậy nên nhà mình không có đội ngũ nhân viên để trực máy tính và trực điện thoại trả lời tin nhắn của các bạn ngay lập tức được, thì mong các bạn thông cảm nhé. Các bạn hãy gọi điện trực tiếp hoặc các bạn hãy đánh vào bản đồ với tìm kiếm là ô tô Hưng Oanh thì các bạn sẽ được chỉ dẫn đến tận nơi. Fortuner nhà mình đang có 2 chiếc 2010 máy dầu số sàn, 1 chiếc 2013 máy xăng 2 cầu, 1 chiếc 17, 1 chiếc 18, 1 chiếc 19 đều là máy dầu số sàn và đều bản nhập khẩu Indo. Bạn nào có nhu cầu thì các bạn hãy gọi điện trực tiếp. Những đời từ 11 đến 16 thì nhà mình tạm hết. Mặc dù nhà mình bán Fortuner đã có tên tuổi rồi đấy, nhưng mà đợt này rất là khó mua nên là những đời xe từ 11 đến 16 thì tạm hết các bạn nhé. Và hôm nay nhà mình mới về được một chiếc xe van Kia Morning Van nhập khẩu 2008, số tự động màu trắng các bạn. Vừa về đến nhà xong. ASEAN số sàn nhà mình không có đâu bạn Đoàn Văn Phong ạ. Đợt này không có chiếc ASEAN số sàn nào. Đây là chiếc xe vừa mới về đến nhà xong, Kia Morning Van các bạn nhé. Số tự động màu trắng đời 2008, bản nhập khẩu, đang mang biển 29, 145 triệu thôi. Chiếc xe này chỉ có 2 chỗ ngồi thôi các bạn nhé. Còn đằng sau này thì là các bạn có thể chở hàng hóa đi chợ búa. 145 triệu. Còn đây là chiếc xe Vios bản G đời 2017, màu vàng cát, đang mang biển Quảng Ninh, 470 triệu. Nhà mình còn một chiếc xe Vios nữa đời 2011, số sàn, màu đen, biển Thanh Hóa. Nhưng mà chiếc xe này thì đã qua taxi, bởi vì chiếc xe đó mình đổi ra, mình đổi của khách hàng các bạn nhé. Nên là chiếc xe đấy chỉ có hơn 200 triệu thôi, đang đi bán sơn, chưa xong. Nếu bạn nào có nhu cầu mua những chiếc xe vừa vừa tiền thì mình có chiếc xe đó. Tiếp theo đây là chiếc xe Atit 1.8 số tự động màu đen đời 2010, biển Thái Bình, 395 triệu. Bạn Lê Văn Tiến đây, nhà mình có Ford Everest vừa mình vừa tả là Ford Everest 2013 thôi. Máy dầu số sàn màu phấn hồng, biển Hà Nội, 470 triệu. Mình vừa mới giới thiệu ở bên kia, bên cạnh cái chiếc Fortuner màu trắng mà bạn hỏi đấy. Đấy là chiếc Everest đời 2013 bạn nhé. Đây nhà mình thì khá nhiều xe, tuy nhiên là nó không tập trung. Có tận 3 nhà cơ. Đây, con Ford Everest ở nhà bên kia mình vừa giới thiệu xong nhé. Và còn một kho xe bên này nữa.
Bên này là 10 xe mình vừa xếp, hơn mười mấy xe mình vừa xếp ở trong cái nhà bên kia nữa các bạn nhé. Rất là nhiều xe thoải mái cho các bạn lựa chọn. Tiếp tục giới thiệu với các bạn, Atis 2010 số tự động màu đen 1.8. Mai Thành Mỹ muốn xem chiếc xe nào thì anh bình luận để em cho anh xem nhé. Nhà em đang có Fortuner 2010 máy dầu số sàn này, Fortuner 2013 máy xăng hai cầu này, và 17, 18, 19 thì đều là số sàn và đều nhập khẩu nhé. Một chiếc Ford Everest, một chiếc Rút là 7 chỗ ngồi. Còn lại thì gầm cao 5 chỗ thì đang có Honda CR-V và Mazda CX-5 nữa, Tucson máy dầu nữa. Chiếc xe này là i10 2019, mới chạy có 1.9 vạn thôi, số tự động màu trắng, dáng sedan. Đã được rút hồ sơ về tên nhà mình và giá chào bán là 395 triệu. Xin chào Lê Quân. Xpander thì nhà mình không có, bạn Vinh Trần nhé. Fortuner số tự động đời cao hôm nay không có đâu ạ. Một chiếc xe bán tải nữa số sàn, Forerunner đời 2014 màu Titan biển Thái Bình, 440 triệu. Bạn hỏi Fortuner màu 18, bạn Điệp, màu cà phê bạn nhé, màu cà phê máy dầu số sàn bản nhập khẩu Indo đang mang biển Thái Bình. Nhà mình sẽ có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho các đời xe từ 2013 trở lên. Bạn Lê Quân nhé. Xin chào Ngọc Hợp, xin chào Phạm Trung Nông. Forerunner nhà mình đang có 2 chiếc bán tải, một chiếc số sàn và một chiếc số tự động. Camry đời sâu 2002 3.0 số tự động nhập khẩu Mỹ biển 34 màu xám 270 triệu. Một chiếc Camry số sàn đời 2002 2.4G màu đen biển Thái Bình 265 triệu. Đang có một đôi Camry đời sâu các bạn nhé. Một đôi Camry, một chiếc thì màu xám này, biển 34 này, và một chiếc màu đen biển Thái Bình. Hyundai Accent nhà mình hôm nay chỉ còn một chiếc số tự động thôi nhé. Có một khách hàng vừa hỏi Hyundai Accent thì hôm nay chỉ còn một chiếc này thôi. Bản 1.4 ATH là bản cao cấp nhất, đời 2018, màu trắng và đang mang biển 34, giá chào bán là 495 triệu. Một chiếc xe 335 triệu, Honda Civic đời 2009, 1.8 số tự động màu đen biển Hà Nội các bạn nhé. Tầm tiền trên 300 thì đang có Honda Civic này và những chiếc xe i10 nữa. Ngoài ra là một chiếc xe Mercedes-Benz C200 đời 2009 màu xám và biển Hà Nội đây các bạn nhé. 375 triệu. Một chiếc xe Atis 1.8 nữa đời 2014 cũng màu đen và cũng đang mang biển Hải Phòng 550 triệu. Nhà mình đang có Atis 2010, 2014 và 2016 thì đều 1.8 số tự động và đều màu đen. Đây chiếc 2010 đây các bạn nhé. 2010 biển Thái Bình, 2014 và 2016 thì biển Hải Phòng. Các bạn đang theo dõi video trực tiếp từ Salon ô tô Hưng Oanh, có địa chỉ nằm trên mặt đường quốc lộ 10, thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Các bạn hãy vào bản đồ với tìm kiếm ô tô Hưng Manh thì các bạn sẽ được chỉ dẫn đến tận nơi. Còn nếu mà các bạn ở xa thì hãy gọi điện đến 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668 để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Bạn Nguyễn Tâm ơi, chiếc Rút nhà mình là đời 2020, đăng ký lần đầu là tháng 7 năm 20, 1.5 số tự động nhập khẩu Indo màu bạc biển Bắc Giang 615 triệu bạn Nguyễn Tâm nhé. Và có một chiếc Innova bản Vetuner đời 2018 màu đỏ đang mang biển Hà Nội ở nhà bên kia các bạn nhé. 7 chỗ nhà mình đang có những mẫu như vậy. Một chiếc Ford Everest máy dầu số sàn
đời 2013 màu phấn hồng và biển Hà Nội. Xin chào Trung Kiên, xin chào tất cả các bạn. 7 chỗ thì nhà mình chỉ có một chiếc Innova này. Bản Vetuner số tự động 2.0 đời 2018 này. Màu đỏ và đang mang biển Hà Nội này. Thế còn bán tải thì đang có hai chiếc Forerunner, một chiếc số tự động, một chiếc số sàn đều 2014 này. Vios thì hôm nay chỉ còn một chiếc 2017 bản G và một chiếc 2019 bản G này. i10 thì đang có một đôi 2015, 2016, 2018 và 2019 đều là số tự động này. i20 còn một chiếc màu bạc số tự động đời 2015 bản nhập khẩu này. Honda CR-V đang có 2009, 2015 và 2019 này. Một chiếc Mazda CX-5 đời 2017 các bạn nhé. Mình kể tên sơ qua với các bạn những mẫu xe đang có tại Salon ô tô Hương Oanh. Và các bạn hãy giới thiệu thông tin đến mọi người hoặc là chia sẻ cùng anh chị em bạn bè người thân nếu mọi người có nhu cầu mua hoặc bán những chiếc xe ô tô quý chất lượng. Và nhân đây thì mình gửi lời cảm ơn tới 13.000 khách hàng đang theo dõi kênh fanpage của ô tô Hương Oanh trên Facebook và rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho salon nhà mình. Bạn Nguyễn Thắng ơi, xe tầm tiền hơn 200 thì mình vừa giới thiệu là có một chiếc xe Vios nhưng mà đã qua taxi rồi nhá, mình đổi được của khách hàng Thanh Hóa. Một chiếc xe Vios đời 2011, số sàn màu đen, đang mang biển Thanh Hóa thì đã qua taxi và nhà mình đang bắn tỉa qua loa chiếc xe đấy, bắn sơn, giá là hơn 200 triệu. Fortuner tầm tiền thì hôm nay chỉ có hai chiếc, 2010 là giá 505 và 515 bạn nhé. Xin chào Tiến Hằng đồ gỗ. 100 quay đầu thì hôm nay không có một chiếc nào, có một chiếc xe Gentra đời 2008 nhưng mà cũng vẫn còn làm sơn chưa xong. Và hôm nay vừa về được một chiếc xe van số tự động bản nhập khẩu đời 2008 màu trắng biển Hà Nội, chiếc xe này thì 145 triệu. Còn đa số thì hôm nay tại salon nhà mình xe từ 300 trở lên thì có nhiều hơn. Có một chiếc Gentra ít tiền và một chiếc Vios đã qua taxi 2011 thì là giá hơn 200. Nhà mình có một chiếc xe đấy thôi, mình đổi ra được thì nói với các bạn là chiếc xe đó đã qua taxi. Còn lại những chiếc xe mà nhà mình xuống tiền mua về thì không có một chiếc xe nào là qua taxi các bạn nhé. Còn những cái chiếc xe mà khách mang đến đổi thì nhiều khi là xe qua taxi rồi thì nhà mình vẫn đổi cho khách hàng thôi. Xin chào Thu Quách, xin chào Vũ Trường, chào Nguyễn Tự Thưởng. Bạn nào mà mới xem live lần đầu của nhà mình thì các bạn làm ơn hãy ấn nút theo dõi trang hộ mình với, để cho nhà mình được ngày càng nhiều người biết đến hơn các bạn nhé. Và đến đây thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video trực tiếp báo giá hàng ngày của ô tô Hương Oanh. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bây giờ thì trời cũng đã khuya rồi, chúc các bạn ngủ ngon và có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ các bạn nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.